Hãy đồng hành xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vị khách mời ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời rất đáng yêu, dễ thương bởi vì anh ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp với tôi, và đó chính là nghệ sĩ Trịnh Tú Trung. Yeah, chào Trung. Ok. Đói bụng không? Dạ đói. Quá hên luôn. Dạ. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là những món ăn ngon đang chờ đón Trịnh Tú Trung. Em có xem rồi nhiều chương trình, lúc nào em thấy đồ ăn rất là ngon, giờ em chỉ muốn là được ăn liền luôn được không? Không mấy mình bỏ qua các giai đoạn luôn đi. Không được, làm vậy là cái giá trị của món ăn nó bị giảm thấp xuống. Trước tiên là phải chào quý vị khán giả cả. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chào anh Hoàng Rapper, hôm nay Trung rất vui khi đến đây tham gia vào chương trình này, và đặc biệt là đứng cạnh một người bạn rất thân của mình. Cảm ơn Trung. Giờ đến đây là mình phải bàn về ẩm thực. Dạ. Về gu ăn uống của Trung thì bữa giờ mình đi quay phim với nhau, đi làm chương trình với nhau, chỉ toàn cơm hộp, cơm đoàn không à. Không biết là cái gu về ẩm thực của Trung là như thế nào. Trung có dễ dãi trong ăn uống không? Em là một người rất là thích ăn uống. Tại vì ví dụ em đi du lịch ở các nước gì đi chăng nữa thì ẩm thực vẫn là mục tiêu đầu tiên. Tức là tới đâu mà con sẽ tìm hiểu coi là ở đó có món gì nè, có quán nào ngon nè, rồi có cái gì là đặc trưng. Rồi sẽ tìm ăn cho bằng được. Dường như là mỗi đầu bếp đều có một bí kíp riêng. Dạ, chắc chắn như fan mọi ngày hôm nay cũng sẽ có những bí kíp riêng. Và trên nói chung là một người rất là xanh về ăn uống. Rồi không kiêng cữ gì hết. Có sợ mập, sợ béo, sợ bị nhập ngải heo? Em thì không có, tại vì em heo sẵn rồi anh ơi. Em heo sẵn rồi anh ơi. Em đi phát ngải không hả? Vậy là ăn thoải mái không? Dạ. Và bây giờ xin mời Trịnh Tú Trung hãy cùng với tất cả mọi người, đầu tiên chúng ta sẽ khám phá khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ xin mời Trịnh Tú Trung hãy gặp gỡ hai fan hâm mộ của mình, đó chính là hai bạn Phương Uyên và Huỳnh Trúc. Xin mời. Chào anh Trung ạ. Trời ơi, làm gì hai nàng dâu ra mắt mẹ chồng vậy? Cái gì đâu bẽn lẽn. Em cũng thấy vậy, sao hai bạn khép nép dữ dội. Mình Trung không có giận ai đi, ôm nhau cái gì thấm thiết cái đi ha. Anh rất hiền. Đó, cho mình thoải mái tự nhiên. Nấu ăn là tinh thần phải thật là lạc quan, thoải mái lên thì món ăn mới ngon được. Trúc nè, bạn cảm thấy ấn tượng với Trịnh Tú Trung ở những vai trò như thế nào với một người nghệ sĩ đa tài này? Dạ, em thì ấn tượng anh Trung là qua mẹ chồng quốc dân. À, mẹ chồng quốc dân. Nhưng mà hôm nay á, đừng có lấy cái sự thù hằn của mẹ chồng bỏ vô đồ ăn của anh nha. Tội anh lắm. Dạ. Mình đã dùng yêu thương bỏ vô đó thôi mà. Anh yên tâm. Còn với Phương Uyên thì sao nào? Em thì em rất là ấn tượng với anh Trung, bởi vì anh Trung quá là tài năng. Anh giống như là cả thế giới hội tụ về một người anh vậy đó. Không có, nói chung là tại vì mình còn trẻ đó. Cái sao mà mọi thứ mình muốn làm chút cho nó vui vậy mà. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá về nguồn lương thực ngày hôm nay sẽ như thế nào đây. Hãy cùng khám phá khu vực ngôi sao với chiếc tủ lạnh này. Xin mời cả nhà mở ra nè. Trung nè, hãy xác nhận cho Hoa Rapper biết được rằng là trong đây có những món ăn mà Trung thích không? Dạ có. Có, nhiều hay ít nè? Cũng nhiều ạ. À. Ok, như vậy thì có món nào mà Trung không thích hay là không hợp khẩu vị không? Dạ có luôn. À, ít hay nhiều? Cũng kha khá đó anh. Trời ơi, vậy là cơ hội 50-50 nha. Hai người đẹp, mình nhìn thật kỹ nha, mình chỉ có một vài giây để mình tham khảo thôi. Nhìn kỹ nha. Rồi, sau đó mình đóng lại. Vừa rồi là chúng ta đã tham khảo sơ sơ là đã có những món mà Trung thích và những món Trung không thích. Vậy là hơi khác hơn lúc đầu nãy nha. Nãy nói gì dạ cũng ăn được, mà ăn được là một chuyện, mà thích hay không là một chuyện khác. Đúng rồi. Đó. Thì bây giờ mình tiết lộ một tí nữa đi, để cho hai người đẹp có cơ sở để khám phá ẩm thực. Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, bùi, chát. Thì cái khẩu vị nào, cái hương vị nào mà Trung thích nhất? Thật ra trong những cái vị mà anh vừa kể thì em thích cũng khá nhiều. Chỉ có chát là không thích thôi. Còn mấy cái kia thì mình cũng thích thứ chút, nhưng mà thích nhất đó là chua và ngọt. À, thích nhất là chua và ngọt. Dạ. Có bị dị ứng với hương vị nào không? Dạ có anh. À, hương vị nào? À, cái gì mà nó hơi dậy mùi một chút á là em sẽ bị dị ứng. Dậy mùi hả? Dạ đúng. Sầu riêng chẳng hạn? Không, sầu riêng thì em ăn được nhá. Anh nói dậy mùi như vậy một kiểu khác anh. Được cái kiểu mà nó hơi không biết diễn tả hơn sao mắm nữa. Tôm, mắm nêm. À, cũng tùy loại mắm á. À hả, à, mình chú ý nha, mình chú ý vô đặc điểm này là Trịnh Tú Trung dễ bị dị ứng với những hương vị, gia vị nào đó bị dậy mùi. Cẩn thận nha, đừng bỏ sầu riêng hay là đừng bỏ những cái gì mà dậy mùi vào món ăn. Và bây giờ xin mời hai người đẹp cùng với Trịnh Tú Trung hãy di chuyển về khu vực gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Xin mời. Bây giờ chúng ta hãy giành lấy quyền ưu thế để chọn được món nguyên vật liệu chính. Món nguyên liệu chính ngày hôm nay gồm có hai sự lựa chọn, đó chính là đậu hũ và mì sợi.
Đó, các bạn suy nghĩ xem giữa hai món này mình sẽ nấu tự tin nhất ở món nào. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp thêm những nguyên liệu phụ nữa. Hãy cứ yên tâm nhé. Và để có được quyền ưu tiên giành lấy sự lựa chọn, các bạn hãy cố gắng trong vòng khoảng thời gian là 60 giây mà thôi, nhớ lại những gì mà Trịnh Tuấn Trung vừa mới chia sẻ ở nơi khu vực tủ lạnh. Chúng ta hãy chạy đến khu vực siêu thị hay là khu tạp hóa ở sau lưng anh Trung. Mình lấy thật là nhiều những món mà mình đoán rằng anh Trung anh sẽ rất là thích ăn. Đừng lấy những món nhị mùi là được. Nhớ nha, nhớ yếu tố nhớ nha. Nhanh chóng lên nha. Chuẩn bị nào. Trung, đếm đi Trung. Em đếm mấy anh? Đếm ngược từ 60 đi. Hồi là tới ngày 1 luôn á. Hơi lâu ha. Dạ. 3 đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người đẹp rất nhanh, rất nhanh. Nào Trung ơi, qua khu vực của bạn Huỳnh Trúc nào. Người đẹp thiên thanh, mão xanh. Đó là 1, 2, 3, 4, 5. 5 món khác nhau. Trong 5 món mà của bạn chọn ra thì có 3 thứ em ưng ý nhất. Ưng ý nhất, là gì nào, là gì nào? Là trứng cút. À, thích ăn cút ha. Dạ. Khổ qua nè. Và sữa tươi nè. 3 món, như vậy là Trịnh Tuấn Trung quyết định là trong đây có 3 món, dạ, 3 món là bạn ưng ý nhất. Rồi, xin chúc mừng Huỳnh Trúc nha. Dạ. Chờ đoán xem là Phương Uyên có hơn 3 món so với Huỳnh Trúc không nghe. Dạ. Wow, Uyên cũng rất là nhanh. Với kỹ thuật của riêng mình đó là lột dài, lột dép, bỏ hết tài sản để có thể chạy đi lấy đồ ăn về cho mẹ chồng. Với 5 món này, Trung, bạn ấn tượng, ưng ý với mấy món? Trong 5 món của bạn đem về thì Trung thích 2 thứ. Hai thứ nào? Là tôm và phô mai. Ồ, như vậy là thậm chí là gà là một món ăn rất là đơn giản rồi, có một cái thực đơn nó phong phú nữa, nhưng Trung lại không chọn, có nghĩa là Trung không thích ăn thịt gà. Không, ăn được thôi. Dạ đúng rồi, tức là không thích lắm, tức mình không có hảo lắm. Tại vì bình thường nếu như chọn mình sẽ không chọn gà là món ưu tiên. Như vậy Trúc nè, bạn có ba lớn hơn 2. Dạ. Thì Trúc có quyền ưu tiên là chọn được món nguyên liệu chính. Chúc mừng bạn. Dạ. Không sao nha, nguyên liệu phụ còn lại của mình thôi. Đây, hai nguyên liệu chính, mì sợi và đậu hũ. Trúc nè. Dạ. Trong hai nguyên liệu này, bạn tự tin với món nguyên liệu nào nhất? Em thích đậu hũ, cho nên là em muốn chọn đậu hũ. Em thích đậu hũ? Dạ. Ồ, đậu hũ non nha. Dạ. Chà, không biết là cậu sẽ nấu món gì đây với món đậu hũ này. Trung ăn được đậu hũ không vậy hả? Dạ, em ăn được. Xin mời Trịnh Đức Trung sẽ giao đậu hũ cho bạn Huỳnh Trúc. Còn Hoa Đá Bơ. Dạ. Giao phần mì sợi này. À, rất là đẹp mắt, căng mọng, to như cọng bánh phở vậy đó. Dạ. Dành cho bạn Phương Uyên. Chúc cho hai bạn sẽ thành công trong món ăn ngày hôm nay. Nhưng quan trọng hơn hết, nguyên liệu chính thì có rồi, nhưng nguyên liệu phụ sẽ là gì đây để giúp cho các bạn xác định rõ thực đơn của mình? Thì bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo để biết được nguyên liệu phụ là gì. Đó chính là tiếp sức thực phẩm. Nào, hai người đẹp của chúng tôi hãy sẵn sàng để có thể có phần tương tác thật là thú vị cùng với Trịnh Tú Trung. Bởi vì đây là một phần rất hấp dẫn khi thần tượng của chúng ta sẽ tương tác và nhờ sự gợi ý của mỗi người chơi để đoán được đề bài là gì. Các bạn có tổng cộng là 90 giây dành cho mỗi người. 60 giây đầu tiên các bạn sẽ nhận lấy đề bài là những hình ảnh, những món ăn xuất hiện trên màn LED sau lưng của Trịnh Tú Trung. Hãy gợi ý diễn tả bằng ngôn ngữ và hình thể của mình, nhưng đừng phạm quy. Phạm quy là như thế nào? Các bạn không được nhắc đến một từ khóa nào liên quan đến đáp án. Sau khi kết thúc 60 giây đó, Trịnh Tú Trung hãy nhớ lại tất cả toàn bộ những đáp án đó, chạy về khu vực tạp hóa, mình lấy hết những món đó và đem trao trả lại cho người chơi. Và bây giờ sẽ là người chơi đầu tiên đến từ phần vượt thử thách của Huỳnh Trúc. Trúc ơi, sẵn sàng chưa? Dạ. Cố lên em, anh sẽ cố hiểu em. Em phải cố diễn tả. Nó lìa giống như anh nha cưng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì mà ở dưới biển á anh, mình đi biển mình hay ăn á. Nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua, mực. Kiêu chung. Hải sản. Trời ơi, hay quá. Cái gì mà thỏ hay ăn á. Cà rốt. Hay quá. Okay. Người ta kêu lùng như cái gì. Lùng như nấm. Trời ơi. Ok. Hoa. Hoa. Còn một cái tên gọi khác. Bông. Cái gì mà ráng lên, thời gian sắp hết rồi. Hai người mà cứ nói chuyện, trao đổi. Dữ lên. Giận dữ. Hai người làm gì? Năm.
Rồi rồi 4. Cái gì mà giống như cái bông hoa mà trong cái món ăn người ta hay làm. Rồi 1. Hết 60 giây đầu tiên. 30 giây tiếp tục nào. 30 giây tiếp tục nào. Lấy những món mà bạn đã chắc chắn rất là tự tin rồi Trung ơi. Nào, 3 món bạn tự tin nhất là món nào nào? Món cuối dường như đã chưa nhận được tín hiệu tốt lắm. Nhanh nào. Yeah, tuyệt vời. Cảm ơn Trịnh Tú Trung rất nhiều đã hỗ trợ cho Huỳnh Trúc. Và bây giờ hãy kiểm tra lại đề bài ngày hôm nay của Huỳnh Trúc. Hình ảnh đầu tiên xin mời. Hải sản, có hải sản chưa? Dạ có, hải sản. Cầm lên. Đúng luôn trong hình luôn nè. Tôm với mực luôn. Đúng. Đẹp khuyến mãi thêm con mực, đẹp quá đẹp. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thứ hai, xin mời. Cà rốt, chính xác, chúc mừng bạn. Hình ảnh tiếp theo. Lụng gì? Nấm. À, chính xác. Và hình ảnh cuối cùng. Cái hoa gọi là gì? Bông. Hai người đang giao lưu, giao tiếp, nói chuyện. Em yêu dữ hơn. Dữ hơn. Ủa quá, không cãi như cãi ngã. Dữ hơn hỏi là đánh nhau đó anh. Không, nhưng mà cũng cãi anh. Thí dụ cãi thì hiểu là bông cãi rồi. Thì mình tả qua rồi, nó màu xanh. Nó tròn tròn như cái ô nè. Ăn vô ngay ngang rộp á. Là dễ cho Trịnh Tú Trung tưởng tượng hơn. Thì lúc đó anh cũng đối thiệt. Anh cũng suy nghĩ chứ nên thì được cãi nhau. Mà nó ngắn cắt bớt lại hàng chữ thì anh cũng biết á. Tại vì đó là hai chữ. Như vậy bạn đã bị thiếu đi một món nguyên liệu phụ và sẽ ảnh hưởng đến món ăn mình rất nhiều. Thiếu đi bông cải, món này có khi nó lại không ngon miệng không? Và đương nhiên sẽ có phần đền bù dành cho bạn, hãy cứ yên tâm. Và bây giờ, Phương Nguyên sẵn sàng chứ? Với phần rút kinh nghiệm đó thì chắc là bạn sẽ tự tin hơn nha. Em hy vọng là vậy. Chúc bạn may mắn. Nào, Nguyên hãy vào vị trí. Và bây giờ, Phương Nguyên hãy sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái con gì mà có hai chân mà... Con gà. Cái con đó đó, nhưng mà cái... Chưa chính xác. Cái mà dùng để nấu ăn á. Cái đùi gà. Chỉ đi. Cả người. Cái mình gà. Cái thịt gì? Gà. Dạ. Trời ơi. Rồi, cái mà... cái con mà nhỏ, cái con mà giống như con hồi nãy đó, mà hay đếm chiên bơ á. Chim cút. Rồi nhưng mà cái chữ sau thôi. Còn có cái phía trước nữa. Hai cái gì của nó mà anh thích ăn đó. Trứng cút. Dạ. Xuất sắc. Cái con gì mà bơi mà nó rất là nhiều chân. Mà lẩu khoái to. Dạ cảm ơn anh. Rồi cái này hơi căng nè. Là một cái gia vị khá là dậy mùi. Và nó của miền Trung hay dùng để nấu mì Quảng. Có hai chữ. Là một cái loại gia vị. Là mọc dưới đất. Mọc dưới đất. Nằm. Dầu phụng. Bà. Mọc dưới đất. Dưới đất. Gia vị. Một. Hết 60 giây rồi. Nào 30 giây tiếp theo. Đi lấy đồ đi nào. Đi lấy đồ. Nhanh lên nào Trúc ơi. Rõ ràng là cũng giống như trường hợp của Huỳnh Trúc. Phương Nguyên đã dễ dàng vượt qua được 3 đáp án đầu tiên. Nhưng đáp án thứ 4 dường như là vẫn còn đang gặp rất nhiều rắc rối. Rồi. Rồi xong rồi. Cảm ơn Trịnh Tú Trung. Chúng ta kiểm tra lại nha. Hình ảnh đầu tiên đó chính là thịt gà. Bạn tốn khá nhiều thời gian ở cái đề bài này mặc dù nó hơi dễ. Thịt gà với mấy con gà nha. Thịt gà. Chính xác có thịt gà chứ ạ? Có thịt gà. Rồi hình ảnh tiếp theo. Chính xác. Khuyến mãi luôn cả một chén. Rồi hình ảnh tiếp theo xin mời. Quá dễ. Con tôm đúng với khẩu vị của Trịnh Đức Trung luôn. Đây nè. Cái đáp án thứ 4 nè. Không thể trách Trung được. Bản thân Hoàng cũng không thể biết được luôn nè. Xin mời. Củ nén. Lần đầu tiên trong cuộc đời mới nghe luôn. Củ nén nhưng mà dường như là bạn Uyên lại khá rành về loại gia vị này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Củ nén nó là một cái gia vị rất là đặc trưng của miền Trung. Dạ. Người miền Bắc cũng có trồng mà người ta gọi là hành tâm. Nhưng mà thật ra người miền Trung thì người ta lại gọi là củ nén. Nó cưng giống như là các gia vị như là hành với tỏi đó anh. Dạ. Nhưng mà cái củ này nó nhỏ hơn, nó cũng có mặt nhiều lớp và cũng mọc dưới đất. Như vậy là chúng ta đã có được những món nguyên liệu phụ đầu tiên dành cho mỗi người chơi, nhưng mỗi người đều đang bị thiếu mất một món và trách nhiệm phải thuộc về Trịnh Tú Trung bởi vì anh ấy không đoán ra được. Ủa, lỗi tại cái anh. Gì vậy? Lỗi tại anh. Chết rồi, giờ sao anh? Anh phải đền. Phải đền luôn. Có hai hình thức đền. Dạ. Một đền tiền, hai đền thử thách. Anh muốn chọn cái nào? Không, mấy đền tiền mua cái đó được không? Thiếu gì đền tiền mua đó? 2.4. Cái nào mắc dữ vậy? Vậy sao? Chọn cái nào? Trời ơi, 2.4 không có tiền, không mấy cho em thử thách được không anh? Nhưng mà đừng khó quá, tội em nha. Ok, xin mời Trịnh Tú Trung và hai người đẹp hãy bước vào vòng tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao.
Nào bây giờ trước khi để có thể nấu nướng thì bạn có nhiệm vụ phải lấy về cho bằng được những nguyên liệu phụ mà cả hai người chơi đang bị thiếu, bởi phần vượt thử thách chưa được hoàn hảo của mình. Đối với bên Phương Uyên thì Phương Uyên đang thiếu cái củ nén. Củ nén đó. Trời còn ơi. Với bên Huỳnh Trúc thì Huỳnh Trúc lại đang bị thiếu món bông cải. Bông cải. Dạ. Nếu như bạn vượt qua được thử thách này, bạn có quyền đi siêu thị mang về lấy hàng đó. Dạ. Thử thách như sau, rất đơn giản. Trong bảng chữ cái, bạn hãy chọn ra một chữ cái và sau đó kể một câu chuyện. Câu chuyện đó, tất cả những từ ngữ trong đó phải bắt đầu bằng chính chữ cái bạn đã chọn. Thôi chữ cờ đi. Phải kể dễ hiểu nha. Kể hiểu. Hay nè, hấp dẫn nè. 2, 3, vô nè. Cây cửa cây cưa có cai kỵ kem, cùng ca cát kẹ, kỵ kênh cấm, kem kênh cám, cám cuông căng kiếp kỵ cấm, trải qua cao kiêu cử cách, có cột cày kỵ cấm, cấy cược hoàng cử, kẻ cám công cui kỳ kỵ cấm, cấy cược hoàng cử, kẻ cám kêu kỵ cấm kề, càm cám cổ ca kỵ cấm kêu kênh cái câu. Cái vụ mà tam giác vuông tròn là tôi quải lắm rồi, bây giờ thêm cái vụ này nữa hả? Kỵ cấm kết, kỵ cấm kết, kỵ cấm kết, kỵ cấm. Cái gì vậy? Dễ hiểu. Dễ hiểu mà. Thì câu chuyện dễ hiểu mà. Trời ơi dễ hiểu. Người ta đang kể chuyện câu thích. Trời ơi. Sao mình sắp hết rồi nè. Kỳ cấm kết. Kết. Kỳ cấm kết. Kết hết chuyện luôn à. Kết. Trời. Kỳ cấm cô cung. Kỳ cấm cô cung. Ừ. Kỳ cấm quá cành con kim. Con kim. Cai 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 cai. Kỳ cấm cưỡi kỳ cám. Cưỡi kỳ cám. Công cược cấy còng cao. Cái gì? Cái còng cao. Cái còng cao. Kỳ cấm, kỳ cấm. Cui cô cái kỵ. Cui cô cái kỵ. Cái kỵ kênh cây. Cụng cuốn. Kỵ ca ca. Kỵ ca ca. Kem cái kỵ kề. Cái kỵ cỡ ca. Cái kỵ cỡ ca cành. Cái cô, mình cắm. Cô cắm cước ca. Cây kề cưới. Còn con cường. Cắm kề cung cại. Cô em. Cắm kem cám. Cầm cắm. Cắm kem cám cầm cấm. Trời ơi, đây là câu gì ngôi sao tự nhiên có ba hết đứa chuyện rồi đó mà. Đứa ngồi nghe một đứa kể chuyện nhưng mà em biết anh biết chuyện gì chuyện anh biết anh thừa hiểu chuyện là em này liên câu quan gì. Đến vấn đề giao thông không vào giờ cao điểm không được chở cám đi vô những con đường cấm. Cấm cả câu chuyện cấm chở cám đúng anh không anh hiểu hết anh đang cố tình á làm khó em biết anh hiểu hết luôn bây giờ tiếp nha. Đây nè, em biết cái câu chuyện này thật sự là bây giờ mà nói dài ra nó sẽ là khó vì mọi người đã chuyển âm rồi. Nhưng chỉ còn một chi tiết là mọi người thấy em đang kể chuyện gì. Đó là một cái chi tiết mà cấm kèo cây cao. Em biết chuyện gì không? Tấm cám. Thấy chưa? Thấy gì? Là thắng rồi đúng không anh? Ok, tụi em chấp nhận ok không? Quyết định, Trịnh Đức Trung, bạn có quyền đem về những món nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho hai người chơi. Xin mời. À, cái củ này là giống hệt như củ tỏi mà sai bé xíu vậy thôi nè anh. À hả, dễ thương ha. Bây giờ em mới thấy luôn á, này em tưởng là hạt lựu để nấu chè á. Cái này là của em. Thôi trả cho người ta nấu lẹ đi còn được ăn nè. Chúc mừng em đã có được cái củ ép. Ê, nhìn quen lắm nè, quen lắm nè. Thấy cái thành phần nguyên vật liệu nè, mình có thể mường tượng là chuẩn bị có món gì rồi nè. Dạ, em sẽ nấu món mì Quảng. Hèn chi cô bên kia món sở trường cổ của chọn liền cái mì sợi, hóa ra là nấu mì Quảng. Còn bên đây, người đẹp Huỳnh Trúc của chúng tôi, bạn có đầy đủ hết rồi, ngay cả cái bông cải nữa, thì sẽ kết hợp như thế nào với nấm, cà rốt và hải sản đây? Với những cái nguyên liệu mà em hiện tại đang có thì em muốn làm một cái món mà nó thanh nhẹ nè, đậu hũ nướng giấy bạc. Đậu hũ nướng giấy bạc. Đúng rồi. Và bên trong đó chắc chắn không thể thiếu là những món còn lại. Đúng rồi. Nấm, hải sản, cà rốt và bông cải. Rồi, chúc cho hai bạn sẽ thành công và may mắn. Và bây giờ trao trả lại không gian riêng tư dành cho hai bạn nhé. Mình đi thôi anh ơi.
rồi, thơm lắm rồi. Dường như là bên Huỳnh Rúc cũng đã hoàn thành được phần thi của mình. Còn bên người đẹp Phương Uyên đang dần trang điểm cho món ăn mình thêm đẹp mắt. Chuẩn bị đếm ngược, Trung. 10 9 8 7 6 5 4 2 3 Rớt nhịp 3 rồi. Thì giờ em thêm vô rồi đó, anh đếm đi nè. 1 Hết giờ. Nào, nhanh lên nào. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mình ăn thôi, mình ăn thôi. Thơm wow. Quá, thơm quá. Xin mời hai bạn di chuyển về khu vực bên đây. Xin mời. Sao? Thấy hồi hộp quá hả Trung? Dạ không, muốn ăn à. Không hồi hộp gì lắm. Chứ anh là cũng háo hức lắm á. Đang đói bụng mà. Chứ muốn xét toạc cái bịch đi ra em coi trọng có gì lắm nè. Vấn đề là bây giờ mình phải xét về phần nhìn trước đi ha. Cái giao diện bên đây là quá chuẩn rồi. Dạ. Chuẩn mực mì quảng rồi. Còn bên đây rất là tò mò. Không biết là bên trong như thế nào đây. Xin mời Trung. Này anh không biết là như thế nào để có thể khai trương nó một cách đẹp mắt cho đúng cách. Ôi khói bốc lên kìa. Hấp dẫn quá. Thiệt là đẹp. Thôi em dẫn mình luôn đi chứ. Thôi giờ chia đi anh em ảnh tôi xì. Anh chọn món đi mình ăn luôn đi khỏi làm tiếp. Em là người có quyền ưu tiên đặc biệt nhất ở đây. Là em muốn thưởng thức món nào trước cũng được. Là em được ăn luôn á hả? Dạ đúng rồi. Dạ anh ném em ăn mì quảng trước đi. Có một người mới bước qua, có một người thấy xót xa, có một thời cứ ngỡ nắm tay không rời. Rồi, đây là phần mì quảng của bạn Phương Uyên. Anh chan nước vô nữa anh à. Màu sắc rất hấp dẫn Trung ha. Dạ. Mình sẽ ăn kèm với bánh đa và ăn kèm với rau sống. Trời, ăn hoài không nhói câu nào luôn Trung. Nhận xét Trung. Không phải, ngon quá. Vậy hả? Ừ. Nhận xét ngắn gọn một xúc tích dễ hiểu hen. Đó, bây giờ anh sẽ phải nếm một phần nước này. Thực sự là nó rất là vừa ăn. Nếu như mà mọi người không trải nghiệm mà mọi người sẽ tưởng là cái món này được mua sẵn ở nhà đem tới á. Vậy luôn hả, mua nhà hàng? Dạ mà, tại vì nó rất ngon. Tuyệt vời. Nước dùng, hảo hạng. Thịt gà, tuy là gà đi bộ, gà thả vườn, nhưng mà cái độ mềm của thịt vẫn đảm bảo được. Dạ. Và rất là chín kỹ nè. Tôm thì nhai sừng sực luôn á. Rồi Trung, bây giờ thì bạn sẽ trả về con số 0 trong cái khẩu vị của mình để thưởng thức món tiếp theo. Vậy bây giờ Trung sẽ thử món thứ hai, đó là đậu hũ nướng với bạc. Dạ. Thật sự á, Trung đã thử món này như quán nhiều lần rồi. Dạ. Nhưng cái hương vị bạn nấu rất là khác. Nó không có cay nè, không quá mặn, rất là thanh đạm. Dạ. Nó có vị ngọt của nấm nè, và có vị ngọt của hải sản. Dạ. Mực vừa chín tới ăn nó vừa sực sực mà nó cũng không có quá mềm. Nói chung là tạo cảm giác rất là thú vị khi mình nhai á. Như vậy, Tú Trung, bạn đã nếm thưởng thức cả hai món ăn. Hai tình cảm rất là rộng lớn của hai fan mộ dành tặng cho bạn. Và bây giờ sẽ là giây phút quyết định. Món ăn nào là món hợp khẩu vị với Trịnh Tú Trung nhất? Giây phút quyết định đã đến. Đúng. Trong hai món ăn này thì Trung dành tình cảm cho... mì quảng nhiều hơn một tí. Yeah. Đơn giản đó là hương vị quê nhà gắn liền với lại nơi mà bà nội nè và ba Trung đã sinh ra, nên Trung cảm thấy nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cảm ơn anh. Tuyệt vời, cả hai món ăn quá tuyệt vời. Cảm ơn anh rất nhiều. Rõ ràng hai bạn rất là đảm đang. Ta-da! Đây chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc với món ăn mang tên mì quảng. Chúc mừng Phương Uyên. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn hai anh. Em cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn Trịnh Tú Trung và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.